podcast Đài Hà Nội, Lưu Hương Blog Chiều. Phát hành mỗi ngày lúc 18h15 phút trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hương Blog Chiều. Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc cảm thấy buồn, có lúc vui vẻ, tức giận, tự hào và rất nhiều cảm xúc khác. Mọi người đều có cảm xúc và những cảm xúc đó luôn thay đổi. Chúng ta thường có thói quen nâng niu những cảm xúc tích cực, hạnh phúc, vui vẻ, phấn chấn, nhưng lại có xu hướng né tránh nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn là một trạng thái tâm lý mà ai cũng có lúc phải trải qua. Nó có thể xuất hiện vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm mất mát, thất bại, cảm giác cô đơn, căng thẳng hoặc sự thay đổi tiêu cực trong cuộc sống. Ngày hôm qua, có một bạn trẻ gửi cho Hường câu chuyện của bạn ấy, chia sẻ về khoảng thời gian mà bạn ấy phải đối mặt với nỗi buồn và sự thất bại. Để hôm nay, Hường kể bạn nghe. Mình không biết các bạn từng gặp những vấp ngã nào khó vượt qua không, nhưng mình thì có. Một người sống trong một gia đình, có bố là giáo sư tiến sĩ, một trong những đại học danh tiếng nhất Việt Nam, Đại học Bách Khoa, và mẹ là giáo viên cấp 2 của một trường có tiếng ở quận Hai Bà Trưng. Thế nhưng đứa con của họ lại trượt đại học. Bạn tin được không? Nhưng đó là sự thật. Ngày biết điểm thi, mình thật sự suy sụp. Thế giới như chìm vào bóng tối. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, mình ở lì trong phòng. Không giao tiếp, không muốn ăn, không muốn uống. Người bị sốc hơn cả mình là bố. Ngày ấy, bố nhìn điểm số trên màn hình điện thoại mà ngỡ ngàng. Bố cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lúc ấy, mình thấy sợ, thật sự rất sợ. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm nhận được sự thất bại. Học trường cấp 3 trọng điểm tại Hà Nội nhưng trượt đại học. Chỉ có một từ để nói lên tâm trạng lúc ấy của mình là sự tuyệt vọng. Mình chọn cách quay lưng với bạn bè và người thân. Mình sợ ánh mắt khinh bỉ, sự nhạo báng hay những lời động viên giả tạo của mọi người, nên mình chọn cách trốn tránh. Trốn tránh chính là vỏ bọc hoàn hảo cho những vết thương chưa được chữa lành. Lúc đấy những đam mê với mình đều trở nên vô nghĩa. Mình không còn động lực để cố gắng. Có những nỗi buồn mà nếu không tìm cách vượt qua thì có thể dẫn đến bế tắc và không có lối thoát. Mình đã cố gắng thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực và chán nản ấy, nhưng thật sự là rất khó. Nghĩ đến ánh mắt đầy sự thất vọng của bố, mình lại nhụt chí. Trượt đại học đã khiến mình thấy bất lực và chẳng muốn chia sẻ cùng ai, cứ âm thầm chịu đựng. Rồi mình thả trôi, để những buồn chán đeo bám bản thân mỗi ngày. Cú sốc trượt đại học đã khiến mình mất tinh thần và sự tự tin. Cho đến một ngày, mẹ nói với mình rằng dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi nữa, thì con hãy cứ an tâm rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Mình đã chấp nhận và chia sẻ cảm xúc với mẹ. Đầu tiên, mình cho phép bản thân trải qua cảm xúc của nỗi buồn và sự thất bại. Sau đó, mình đã chia sẻ với người thân, bạn bè, những người tin tưởng mình.
Sự đồng cảm và lắng nghe từ người khác đã giúp mình giảm bớt cảm giác cô đơn. Mình cũng nghĩ rằng nếu giờ ngồi không để thời gian chết thì chi bằng quyết tâm ôn thi lại để vào được ngôi trường mình mong muốn. Mình đã viết ra mục tiêu và những gì muốn đạt được trong thời gian tới. Có thể trượt đại học là một cơ hội để mình cân nhắc lại định hướng và quyết định về con đường tương lai. Mình tự vạch ra kế hoạch, bao gồm việc tìm hiểu về các chương trình đào tạo khác, các khóa học trực tuyến, tìm kiếm việc làm hoặc thực tập để tích lũy kinh nghiệm. Có một điều quan trọng nhất mà mình đã làm để vượt qua nỗi buồn, đó là tìm những hoạt động và việc làm mà mình yêu thích, có thể mang lại niềm vui cho bản thân. Mình đã dành thời gian một tháng cho những hoạt động này để giải tỏa căng thẳng và tìm lại cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, nó chỉ là những hoạt động đơn giản như nghe nhạc, đi dạo, đọc sách, gọi điện cho bạn bè. Mình nghĩ mỗi người sẽ có những cách khác nhau để vượt qua nỗi buồn của bản thân. Nhưng mình tin rằng mọi người sẽ vượt qua được nó và ngày càng mạnh mẽ hơn. Đôi khi những thất bại hay trở ngại trong cuộc sống có thể giúp chúng ta trưởng thành hơn. Bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của một thính giả gửi về cho chương trình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ câu chuyện của mình với Hương. Trước khi nói lời chào tạm biệt, để Hương hát bạn nghe một ca khúc, đó là bài hát Triệu Bông Hồng. Anh họa sĩ người trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương trong thời
tình yêu anh họa sĩ. Người trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ. Cô gái rất yêu bông hoa hồng, tận một đại dương bông hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm. Và ngôi nhà xinh anh đã bán, và dòng máu mỗi sáng sớm bên sông xưa em bên hoa cười trong nắng sẽ diễn phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh anh tỉnh giấc, còn say trong giấc mơ vàng, vườn hồng nhà em hoa rực rỡ. Ai đã mang hoa trao cho nàng? Thầm hỏi lòng em, ai chịu phụ? Sẽ diễn phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Dưới ánh nắng sương long lanh chiều cành hồng khoe sắc thắm, mỗi sáng sớm bên sông xưa em bên hoa cười trong nắng sẽ diễn phúc. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Triệu Bông Hồng. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn sẽ có nhiều niềm vui và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.